Địch Đại Nhật Ba và Công Tuấn có làm nên chuyện với A Lạc Truyện. A Lạc Truyện của Nhật Ba và Công Tuấn đã chính thức tung trailer, phim nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả ngay từ thời điểm đầu dự án công bố. Sức hút của Nhật Ba Công Tuấn. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Địch Đại Nhật Ba là một trong những cái tên gây sốt sau khi cô tham gia loạt phim cổ trang với ngoại hình xinh đẹp. A Lạc Truyện là bộ phim cổ trang hoa ngữ tiếp theo của Nhật Ba, phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, nội dung xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Vốn đam mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các dự án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc đi theo chân Hàn Diệp ra chiến trận, cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho Bách Tính. Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc. Trong phim Nhật Ba và vai Nhậm An Lạc, Công Tuấn vai thái tử Hàn Diệp và Nêu Vũ Ninh vai Lạc Minh Tây. Dựa vào nội dung của An Lạc Truyện, dễ dàng nhận thấy phim không quá khác biệt so với tác phẩm Trường Ca Hành mà Nhật Ba đóng trước đó. Thậm chí vai diễn Nhậm An Lạc của cô cũng khá giống với Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành. Vậy nên đây được xem là lợi thế không hề nhỏ với một nữ diễn viên. Cộng thêm với đó, việc kết hợp với Công Tuấn, một ngôi sao đáng hoa hiện nay, cũng là lợi thế giúp bộ phim được chú ý hơn. Bên cạnh đó, ekip thực hiện An Lạc Truyện cũng là những đạo diễn của các bộ phim Sơn Hà Lệnh, Kiếm Vương Triều. Chính vì thế không khó dự đoán phim sẽ được đầu tư chỉn chu. Về phần tạo hình trong phim, Địch Đại Nhật Ba bất ngờ hóa dịu dàng trong tạo hình mới, đơn giản tao nhã. Điều này khiến nhiều khán giả quan tâm và đặt kỳ vọng vai diễn sắp tới của nữ diễn viên sẽ ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn. Mặc dù khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, An Lạc Truyện vẫn thành công thu hút sự quan tâm từ phía đông đảo khán giả. Tạo hình và những tình tiết trong trailer nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả, đây được xem là tín hiệu tốt cho Địch Đại Nhật Ba và Công Tuấn. Thời gian qua, những bộ phim cổ trang do Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân hay Lĩnh Thẩm đóng chính đều tạo được dấu ấn với khán giả. Điều này đặt cho Nhật Ba một áp lực không nhỏ, bởi nếu An Lạc Truyện không tốt, cô sẽ bị chê bai nặng nề từ anti-fan. An Lạc Truyện chính thức đóng máy từ đầu tháng 11/2021, trước đó được Zoku dự kiến sẽ ra mắt trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, hiện đã dần bước sang những ngày cuối cùng của tháng 9, liệu phim có kịp ra mắt khán giả trước tháng 10 tới hay không? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.